chào mừng các bạn đã đến với cơ khí tự động Funat. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cổng xếp tự động, hay còn gọi là cổng xếp. Cổng xếp tự động là loại cổng được thiết kế đặc biệt, có khả năng xếp gọn lại một cách linh hoạt, thông minh khi thực hiện đóng và mở cổng. Với đa dạng mẫu mã, cổng xếp phù hợp với mọi công trình của cơ quan, khu công nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà xưởng. Cổng thường được cấu tạo gồm các bộ phận như thân cổng, đầu cổng, bộ điều khiển chuyển động mô tô điện và một số phụ kiện khác. Hệ thống điều khiển tự động thông minh của cổng xếp giúp giảm tải sức người khi vận hành. Cổng được làm bằng chất liệu inox hoặc hợp kim nhôm cao cấp nên không xảy ra tình trạng rỉ sét, gây mất thẩm mỹ sau một thời gian sử dụng. Phù hợp với không gian có diện tích chứa cổng hẹp. Với một số cổng xếp được gắn cảm biến an toàn, cổng có thể tạm dừng khi có chướng ngại vật, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành đối với các phương tiện ra và vào trong khu vực. Mẫu mã đa dạng, thiết kế sang trọng thể hiện được đẳng cấp cho công trình của bạn. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn